Trung kia chào anh em nhá. Chiếc xe win đá đen vừa mất. Cái đá đen này em mua của ông bạn đồng hào đấy, bố đấy. Này em đã vệ sinh sạch sẽ rồi nhá. Em cam kết cho anh em cái dì lô này em mới thay lại này. Đây em thay anh Thu này, Honda này. Vì bác ấy thay cái pha đèn này vào cho nó sáng ấy. Em là phải mua lại pha đèn Honda chính hãng nhá, đây này. Chính hãng Honda luôn anh em này. Đấy, chính hãng Honda này. Pha đèn đá đen thái này. Đấy. Chính hãng Honda luôn. Tan lây nhá. Đấy, chính hãng Honda. Một này. Đấy. Cao su để chân thái này. Cao su để chân sau này. Đấy. Và đặc biệt là yên nhá, yên sắt anh em nhá. Yên sắt luôn. Thế kéo để cắt ra ra. Đâu rồi đó? Đây rồi. Đây nhá. Em cho cái này vào thì giá trị xe nó sẽ khác hẳn. Nhiều các bác nhìn mộc các bác không thích cái là mới các bác thích gì đâu. Yên sắt nhá. Đấy. Chính hãng Honda này. Yên thái này này. Tem đâu rồi? Tem chắc bên này. À tem nó in trong hộp kia cơ. Hộp kia đây. Yên thái 100% xịn nhá. Đấy cả thứ bóng này giữ lại để về tan đây này. Yên thái 100% xương sắt này. Đấy, hái 100% nhá. Đấy. Lặng trịch luôn anh em ạ. Em ơi, lắp đi. Một tao lắp cho anh kia này mà. Xong đấy bọc cỏ kia này vào nhá, bọc cái này lại giả ra. Tao để tao trưng tao bán, tao sợ gì. Vừa trưng chơi vừa bán. Đấy. Để cái xe này các bố nhìn thì xấu. Mời anh em nhìn bên trong đẹp chưa. Quên mất. Trong đấy luôn cái quầy thái lắp vào nhá. Đây, cao su để chân này thái hết này. Lắp vào, hai vào, cái này thái nhanh rồi. Để mộc này luôn cho anh. Anh em thích mộc thì có mộc nhá. Đó. Nhiều khi anh em lười làm, em làm cho anh em này. Cô sắp lên nút. Đấy, tưng tưng luôn. Đó. Em muốn quay cả mộc, từ mộc đến nút vào. Không quay hết. Lắp cái đôi chân này, nó vào đôi chân ông không biết mà. Không lắp là em Việt à. Đấy, thay cái này là xong rồi. Đấy, cái yên xịn này, các bạn xin 100% nhé. Xương sắt luôn anh em ạ. Đấy, thay cái pha này vào đây này. Đấy, bao nhiêu phút rồi anh quay? 2 phút 33. Ok, cho 3 phút thôi. Đi em quay luôn rồi. Đấy nha anh em nhá, em sẽ đăng tạm video lên này, em sẽ thay vào cho anh em toàn đồ xịn luôn. Đấy. À, nhìn này. Có cái mét này. Đấy, bên trong này em mới tháo ra chỉ vệ sinh thôi nhá. Sướng chưa anh em, sướng mắt chưa? Đấy, khung sườn quá đẹp luôn anh em nhá. Đấy, củ máy là zin anh em nhá. Đây này. Zin đầu bò trắng tinh này. Đấy, nào. Nhìn này. Em zin hết. Ok. Đấy, anh em nào mua thì alo nhanh cho em qua số hotline 0778 24 48 hoặc 0358 444 888. Hotline mới của em là 0354756789. Chúng kia chào tất cả anh em nhá. Đó, em thay đồ vào rồi thì giá là không phải không bán giá lúc mộc nữa đâu. Con này chính chủ anh em nhé, chính chủ. Em nhắc lại, em không chuyên bán đàn em, em chỉ chuyên bán win này. Win này, win này, win này. Đấy, bây giờ chuẩn bị em mới ship một chiếc xe đi Thanh Hóa. Và một chiếc xe, hai chiếc xe Thanh Hóa luôn, như một chiếc ở Hậu Lộc và một chiếc ở thành phố. Đấy, còn chiếc đàn em này nếu ai mà ưng thì em để lại cho mà chơi, còn không thì em để em chơi, anh em nhé. Đấy, rõ ràng công khai. Đấy, bây giờ đi ship chiếc này này. Bác cho Thanh Hóa và chiếc đỏ kia cho Thanh Hóa nhá. Thì em đi chiếc hai chiếc. Đấy, xem đây. Ok, một anh em mua xe phục dựng xe alo em.